Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin có nhiều hướng đi nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất. Và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là ngày mà nhiều người suy tư về con tàu đất nước đang tiến lên đến bờ chủ nghĩa xã hội nào và liệu tương lai đất nước sẽ ra sao sau vài năm hoặc vài chục năm sắp lựa tới đây. Và liệu Hòn Ngọc Viễn Đông có thể tái hiện lung linh như đã từng tái hiện hay không? Liệu nơi nghìn năm văn hiến có chấn hưng được nguyên khí quốc gia hay không? Và liệu công lý có được thể hiện để cho oan khí ngút trời của dân đen có thể dịu xuống hay không? Vài cơn hưng cảm nhìn thấy, củi được đưa thêm vào lò, chen lẫn nhiều tâm trạng vẫn bi quan. Luật sư Lê Quốc Quân đã thốt lên rằng, đúng là không một nền kinh tế nào có đủ sức để nuôi ký sinh trùng khi ông đọc số liệu trung bình cứ 9 người dân phải nuôi một cán bộ nhà nước. Buồn hơn khi tham nhũng ngày càng phát triển, và số nhân viên công quyền có thực tâm phục vụ nhân dân thì ngày càng hiếm hoi. Một phát biểu in đậm trên trang Facebook của nhà báo Nguyễn Tiến Tường nghe còn chua chát hơn. Suy cho cùng, đất nước ta được lãnh đạo bởi một nhóm người nói dối nhiều tới mức không thể nói thật được nữa. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện trên mạng xã hội sau khi sự kiện VTV miệt thị gánh hàng rong của người dân là ký sinh trùng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, là tâm trạng trăn trở rất thật lòng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam trong một phiên họp Quốc hội vào hồi năm 2013. Mới đây vào hôm 10 tháng 6, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng bộc lộ rằng tiến trình phát triển đất nước thời kỳ quá độ thế nào là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được và cần tiếp tục nghiên cứu. Bình luận về vấn đề này, tiến sĩ Đinh Đức Long nói rằng họ chả định nghĩa được thế nào là xã hội chủ nghĩa. Thế giới chưa có mô hình nào là chủ nghĩa xã hội hoàn thiện cả. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nói là đến hết cuối thế kỷ này chưa biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay chưa, làm sao thực hiện được cái mà đến bây giờ chưa sở thấy. Còn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh của Việt Nam cũng từng thẳng thắn phát biểu như sau. Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó mà mãi có tìm được ra đâu. Làm gì có cái thứ đó đi mà tìm. Cái thứ đó mà ông nói chính là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A thì nói rằng, thực sự chế độ kinh tế mà họ xây dựng ở Việt Nam hiện nay là một chế độ tư bản chủ nghĩa man dợ, không có gì là xã hội chủ nghĩa cả. Họ phục vụ tư bản và bản thân họ là những nhà tư bản giàu, nhưng họ vẫn giữ những từ ngữ đấy để lừa mị mà thôi. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã đưa ra dẫn chứng về Venezuela và nói rằng chủ nghĩa xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực. Ông nói tiếp, gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 24 tháng 9 năm 2019. Và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng là dịp nhìn lại con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước Việt Nam hiện nay. Nữ đạo diễn Song Chi đã có bài phân tích với tựa đề có nhiều con đường để đi, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất. Chỉ tính từ thế kỷ 20 cho đến nay, nhân loại đã thử nghiệm nhiều mô hình thể chế chính trị khác nhau, trong đó có mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Cộng sản hay xã hội chủ nghĩa kiểu Marxist mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã từng áp dụng, và nó cũng từng tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc. Về lý thuyết, lý luận, đó là một xã hội không có giai cấp, mọi người hoàn toàn bình đẳng, không có tư hữu, không có kinh tế tư nhân, một nền kinh tế quốc doanh tập trung do nhà nước bao cấp và quản lý chung. Khoan hãy nói chuyện độc tài, không có tự do dân chủ thì chỉ riêng những từ lý tưởng như thế đã không thể thực hiện được thành công, và các nước đi theo mô hình đó đã hoàn toàn thất bại, kể cả Việt Nam và Trung Quốc. Ai cũng biết ở Việt Nam hay Trung Quốc bây giờ, mặc dầu vẫn do Đảng Cộng sản lãnh đạo, về tên gọi thì Việt Nam vẫn giữ cụm từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn Trung Quốc thì gọi là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng thực chất chỉ là những quốc gia độc tài, độc đảng với nền kinh tế tư bản thời hoang dã mà thôi. Hai quốc gia này đã đi ngược lại hoàn toàn những lý tưởng, lý thuyết, lý luận ban đầu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mà một thời họ tụng ca và dùng nó vẽ lên thiên đường để mị dân. Ở Việt Nam hay Trung Quốc thì hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội gì cả. Mọi thứ là tiền, đi học hay đi khám bệnh, vào bệnh viện vân vân, tất cả đều phải trả tiền. Bây giờ, mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cộng sản chắc chắn chỉ còn ở Bắc Hàn, Cuba thì cũng đã đổi màu phần nào.
Đây là hình ảnh đời sống của nhân dân cơ cực đến mức một số nơi phải ăn cỏ cho đỡ đói, nhưng Bắc Hàn vẫn cương quyết đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Được khen ngợi nhiều là các nước ở Bắc Âu, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Island, ba quốc gia Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy là các quốc gia quân chủ lập hiến, trong khi Phần Lan và Island là các nước cộng hòa từ thế kỷ thứ 20. Các quốc gia này đã theo mô hình dân chủ xã hội, một nhà nước phúc lợi xã hội và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, hệ thống an sinh xã hội toàn diện và các giá trị của nó bắt nguồn từ lý tưởng bình đẳng. Nhưng kinh tế vẫn là kinh tế thị trường, tuy nhiên với tỷ lệ cao lực lượng lao động được công đoàn hóa và tỷ lệ lớn dân số làm việc trong khu vực công là khoảng 30% lực lượng lao động. Các nước Bắc Âu luôn được đánh giá rất cao về chất lượng cuộc sống, bình đẳng thu nhập, bình đẳng giới, tự do báo chí và luôn nằm trong top 5 của thế giới về chỉ số phát triển con người, chỉ số dân chủ, là những quốc gia hạnh phúc nhất được báo cáo hạnh phúc trên thế giới. Và đây cũng là những quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới. Có người thì cho rằng mô hình của các nước Bắc Âu là gần hơn cả với khái niệm xã hội chủ nghĩa, lý tưởng. Nhưng phải nói ngay rằng chả có cái gì giống nhau giữa mô hình dân chủ xã hội này với mô hình xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Người dân tại các quốc gia này được hưởng một quyền tự do dân chủ, đa đảng, kinh tế tự do như các quốc gia tư bản khác. Tuy nhiên, họ phải đóng thuế khá cao để có y tế và giáo dục miễn phí. Tùy theo thu nhập, thuế có thể từ 20-25% cho đến 40-45%. Càng làm ra nhiều tiền thì càng phải đóng thuế nhiều. Chính vì vậy mà khoảng cách giàu nghèo không quá cách biệt. Người dân cũng không phải đi làm nhiều, như dân ở Na Uy đi làm một tuần 5 ngày nhân 7,5 giờ bằng 37,5 giờ một tuần. Một năm có 4-5 tuần lễ nghỉ ăn lương, chưa kể các ngày lễ nghỉ khác. Họ sống tà tà, dành thời gian đi nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao, đi du lịch và những hobby, tức là những sở thích khác nhau. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thường đi làm bằng xe đạp. Mặt tiêu cực của điều đó là đôi khi con người không muốn cố gắng vươn lên để làm giàu hoặc đạt thành quả cao hơn nữa, hoặc có một thiểu số ỷ lại, lạm dụng vào chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Ngoài ra, mảng kinh tế tư nhân, dịch vụ tư nhân vẫn còn chiếm tỷ trọng chưa cao trong nền kinh tế quốc gia. Các nước khác như Canada, Pháp, Đức, Úc cũng có một hệ thống phúc lợi xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục đại học cho công dân của mình. Trong khi đó, Mỹ là một nước hoàn toàn theo chủ nghĩa tư bản. Mọi thứ là thị trường, con người phải cạnh tranh nhiều hơn để tồn tại. Điều đó làm nên sự phát triển vượt bậc của Mỹ. Và điều quan trọng là mỗi nước lựa chọn cho mình một mô hình chính trị, xã hội phù hợp nhất cho quốc gia dựa trên các yếu tố khách quan và chủ quan thì mới có thể phát triển tốt đẹp. Các nước ở Bắc Âu thì không thể đi theo mô hình của Mỹ, và Mỹ cũng không thể áp dụng mô hình của các nước ở Bắc Âu vì sự khác biệt lớn về dân số cho tới lịch sử hình thành quốc gia, văn hóa, tập quán sống của con người. Mỹ là một quốc gia vĩ đại về nhiều mặt, không ai có thể phủ nhận, nhưng Mỹ cũng là những vấn đề nội tại mà những người đang sống trên đất Mỹ đều nhận thấy. Chẳng hạn, khoảng cách giàu nghèo quá lớn đã khiến cho chính sách thuế và các cải tổ về kinh tế, không có bảo hiểm y tế cho nhiều người ở Mỹ. Nếu đi làm thì có bảo hiểm qua công việc, nhưng nếu bị mất việc, đau ốm hay tai nạn là bị phá sản, trở thành vô gia cư như không. Chưa kể những vấn đề khác như bạo động, súng đạn, nạn kỳ thị chủng tộc vẫn đang còn. Cũng không có một quốc gia nào là hoàn toàn hảo trên thế giới này. Nhưng cái hay của những quốc gia tự do, dân chủ là người dân luôn luôn có quyền lên tiếng, chỉ trích, phản đối, xuống đường biểu tình, báo chí truyền thông xăm soi phê phán những người đứng đầu quốc gia và chính phủ hàng ngày. Từ đó, chính phủ biết mà điều chỉnh những sai sót để xã hội tốt đẹp hơn, quốc gia phát triển hơn nữa. Đây là hình ảnh biểu tình đòi chính phủ từ chức, giải tán quốc hội và bầu cử lại tại tượng đài dân chủ Bangkok, Thái Lan vào ngày 16 tháng 8 năm 2020. Người dân Thái Lan cũng mong muốn có một chế độ quân chủ lập hiến phù hợp với hiện tại và yêu cầu giải tán quốc hội và soạn thảo hiến pháp mới. Nhìn lại trên thế giới, những quốc gia giàu mạnh, phát triển, con người có đời sống tự do, hạnh phúc đều là những quốc gia lựa chọn mô hình tự do, dân chủ, đa đảng và tam quyền phân lập. Cho dù là quân chủ lập hiến, dân chủ nghị viện như Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Điển, Na Uy ở châu Âu hay Nhật Bản ở châu Á, thì mô hình nghị viện liên bang như Đức, Cộng hòa bán tổng thống như Pháp, Cộng hòa liên bang như chế độ tổng thống, hoạt động theo hệ thống hai đảng trong phần lớn của lịch sử của mình như Hoa Kỳ. Ngược lại, ở những quốc gia độc tài, độc đảng như Việt Nam thì không có một cơ chế nào kiểm soát, hạn chế quyền lực của đảng và chính phủ, từ quốc hội
chính phủ, lập pháp cho đến truyền thông đều nằm trong sự kiểm soát chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Người dân nếu lên tiếng chỉ trích, phê phán nhà cầm quyền thì bị sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, nên Đảng và Nhà nước muốn làm gì thì làm. Hậu quả là ở Việt Nam, con người hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhân quyền bị chà đạp. Về kinh tế thì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội đầy rẫy. Người dân đóng đủ loại thuế nhưng lại không được hưởng bất cứ sự hỗ trợ gì từ nhà nước. Giáo dục thì nát bét, đạo đức xã hội xuống cấp, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, tham nhũng trở thành quốc nạn không thể diệt trừ. Đây là hình ảnh trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liệu có còn kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội hay không? Đối ngoại, một mặt thì Việt Nam đơn độc không có đồng minh vì không dám liên minh với bất cứ nước nào. Mặt khác lại lún sâu vào mối quan hệ bất xứng và nguy hiểm với Trung Quốc, làm mất bao nhiêu lãnh thổ, lãnh hải thường xuyên bị đe dọa về chủ quyền. Trong số các quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo còn sót lại trên thế giới, chỉ có mỗi Trung Quốc là giàu mạnh và đang có tham vọng vươn lên chiếm lấy vị trí dẫn đầu thế giới về nhiều mặt của Hoa Kỳ. Nhưng về tình trạng không có tự do, dân chủ và hồ sơ nhân quyền tệ hại hay bất công xã hội, ô nhiễm môi trường thì cũng như Việt Nam, thậm chí Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ tàn ác với dân tộc của mình như Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn với các dân tộc khác như Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, với tổ chức Pháp Luân Công. Điều này đã khiến thế giới kinh sợ. Đối ngoại thì Trung Quốc hoàn toàn không có quyền lực mềm, không có đồng minh thực sự. Cái nhìn của đa số các nước trên thế giới đối với Trung Quốc là tiêu cực, dè chừng. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra vô số sai lầm, tội ác đối với đất nước, với dân tộc, bắt nguồn từ việc lựa chọn một học thuyết sai lầm, lựa chọn một mô hình thể chế chính trị sai lầm. Thời kỳ đầu thì còn có thể bảo chữa là do mông muội học theo Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũ. Nhưng đến nay thì không còn lý do gì để bảo chữa ngoài việc Đảng cương quyết bám lấy mô hình thể chế chính trị tồi tệ chỉ vì muốn độc quyền ngồi trên đầu, trên cổ nhân dân mà thôi. Cũng đã đến ngày 2 tháng 9, năm nay chắc chắn Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ kỷ niệm khá trọng thể vì đây là 75 năm ngày Đảng Cộng sản chọn làm ngày Quốc khánh Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020. Và với bề dày 75 năm cầm quyền trên miền Bắc và 45 năm độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, Đảng Cộng sản chắc chắn không bao giờ muốn thay đổi, vì như thế là từ bỏ quyền lực. Vấn đề là 95-96 triệu người dân sẽ phải chịu đựng đợi tới bao giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 với bản tin có nhiều hướng đi nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.